Thưa quý vị và các bạn, lễ hội Dinh Thầy Thím năm nay diễn ra từ ngày 28 đến 30 tháng 10, nhằm ngày 14 đến 16 tháng 9 âm lịch tại Dinh Thầy Thím thuộc xã Tân Tiến, thị xã La Di. Đây là lễ hội đặc sắc, tiêu biểu, không chỉ của người dân Bình Thuận, mà còn là di sản văn hóa chung của người dân nhiều tỉnh thành lân cận ở khu vực phía Nam. Lễ hội cũng đã được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào năm 2022. Để tạo điều kiện cho du khách khắp nơi về tham quan lễ hội, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị với tiêu chí an toàn, tiết kiệm và mến khách đã được thị xã La Di và Ban Quản lý Di tích Lịch sử Văn hóa Dinh cơ bản hoàn tất. Lễ hội Dinh Thầy Thím là lễ hội thường niên mang màu sắc văn hóa dân gian truyền thống và ý nghĩa lịch sử văn hóa, nhằm ghi khắc công đức của các bậc tiền nhân trong quá trình xây dựng xóm làng. Dự kiến lễ hội sẽ thu hút hàng trăm ngàn lượt du khách trong và ngoài nước đến thăm viếng. Năm nay, hệ thống hạ tầng giao thông rất thuận lợi, từ đường DT-79 đến đường vào Dinh và ra mộ thầy đã được thị xã La Di đầu tư gần 20 tỷ đồng để xây dựng kết nối. Du khách sẽ không còn đi lại trên những con đường cấp phối lầy lội vào những ngày mưa. Đặc biệt, công tác phân luồng giao thông đã được thị xã lên kế hoạch khá cụ thể để tránh xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông như các năm trước. Công tác an ninh trật tự được ban tổ chức chú trọng và tăng cường. Hệ thống điện chiếu sáng, công tác phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau lễ hội cũng được kiểm soát chặt chẽ. Theo kế hoạch, thì huy động tổng số là 120 quân số, cán bộ chiến sĩ, có cả lực lượng của công an tỉnh, lực lượng quân sự, biên phòng của thị xã để tham gia đảm bảo cái an ninh trật tự. Mục tiêu đặt ra là tuyệt đối an toàn, không để xảy ra cướp, trộm cắp, rồi gây rối trật tự công cộng, cũng như là đảm bảo về cái phòng cháy chữa cháy, rồi cái trật tự an toàn giao thông. Theo ban tổ chức, chương trình khai mạc lễ hội sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 28 tháng 10 tức ngày 14 âm lịch. Hiện nay, không khí lễ hội ở Dinh Thầy Thím đã bắt đầu sôi động. Các hàng quán phục vụ cho du khách ngoài khuôn viên của dinh đã chuẩn bị hoạt động. Các cơ sở kinh doanh ở ngảnh Tam Tân cũng đã sẵn sàng. Công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trước, trong và sau lễ hội khu nội dinh cũng được ban tổ chức quan tâm và quản lý chặt chẽ. Bị cho lễ hội thành công tốt đẹp, nhất là nâng tầm cấp quốc gia, bắt đầu là tỉnh Bình Thuận đăng cai, nó du lịch Bình Thuận thì mọi việc dinh đã chuẩn bị xong. Ví dụ như là an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, bắt đầu là phân tuyến, phân luồng đường giao thông cho khỏi ách tắc giao thông thì đã chuẩn bị kết hợp với lại ban ngành đoàn thể là phối kết hợp xong. Năm nay, ngoài việc duy trì nghiêm túc phần lễ gồm những nghi lễ dân gian như nghinh thần, nhập điện an vị, thế thực phát lộc, thỉnh sanh, dỗ tiền hiền và cúng gia binh, thì phần hội được tổ chức đa dạng phong phú với nhiều hoạt động hấp dẫn diễn ra trước và trong lễ hội nhằm hưởng ứng năm du lịch quốc gia 2023 Bình Thuận Hội Tụ Xanh, góp phần nâng tầm lễ hội văn hóa du lịch Dinh Thầy Thím. Còn đối với phần hội thì có rất là nhiều hoạt động diễn ra trước, trong và của lễ hội, như là thị xã sẽ tổ chức cái giải đua xe đạp mở rộng lần thứ nhất năm 2023, giải bóng chuyền bãi biển, rồi là triển lãm một số cái quầy hàng, cái khu trưng bày sản phẩm đặc trưng của thị xã, cũng như là tổ chức các cái hội thi như là hội thi chim chào mà hót, rồi hội thi đăng lưới trên toàn địa bàn thị xã và một số cái trò chơi dân gian của Dinh mà từ trước giờ vẫn triển khai. Muốn gửi đến du khách là người La Di thì luôn thân thiện, hiền hòa, mến khách. Với rất nhiều phần việc đã và đang được Ban Quản lý Dinh cũng như thị xã La Di tập trung thực hiện, lễ hội văn hóa du lịch Dinh Thầy Thím năm nay hứa hẹn sẽ tạo ấn tượng đẹp về vùng đất, con người thị xã La Di nói riêng và Bình Thuận nói chung trong lòng du khách thập phương. Vâng, thưa quý vị và các bạn, với rất nhiều phần việc đã được Ban Quản lý Dinh cũng như là thị xã La Di đã tập trung thực hiện, thì hy vọng rằng lễ hội văn hóa du lịch Dinh Thầy Thím năm nay sẽ diễn ra thành công và an toàn, tạo ấn tượng tốt đẹp về vùng đất và con người thị xã La Di nói riêng cũng như là tỉnh Bình Thuận nói chung trong lòng du khách thập phương.